Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng gặp phá cái đầu tiên nha. Hungry Dragon. Let's go. Sải ép này rất là đẹp luôn. Nhưng mà nhìn như kiểu một con cá. Ok, let's go. Một quả ớt vàng. Đây, xoài lờ ăn được. Ok. Đây người khổng lồ trên đây. Let's go. Còn phù thủy là phù thủy luôn. Wow, một con rồng khá là to. Ok, và mình sẽ sang từ cái thứ hai, slide ball 3. Let's go. Gọi cậu ta dậy. Và tựa game này thì mới ra, cho nên mình cũng vừa mới download thôi. Yeah, ok. Hey-ya.
Ok, let's go. Tiếp tục sang level khác. Level 4. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Ice Cream 2. Let's go. Sẽ phải đi tìm cách giải cứu cô ta. Đầu tiên thì mình sẽ trèo từ tầng 2 xuống. Ở đây thì ông ta sẽ rơi một cái map bản đồ cạnh xe. Stop. Let's go. Đây là một nón nước hoa, mình sẽ bỏ vào trong này. Người ta đã phát hiện ra mình rồi. Đúng ra trông tăng lên luôn bằng cách ném vào người ông ta. Secret. Sau đó thì mình sẽ tìm lục lọi ở trong thùng rác này, xem có một tấm thẻ nào không. Ông ta chắc đang trên tầng 2 ở trên kia rồi. Ok. Let's go, let's go. Get food. What will the ice cream maker want from me? Rồi, mình sẽ vào đây cho đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay. Let's go.
Rồi mình sẽ đu dây vào đây. Ok, let's go. Ở đây thì sẽ có một cái lỗ, mình sẽ chui sang. Wow, một lỗ rất là tối luôn. Ok. Chui xuống nào. Mình sẽ tháo bình ga ở đây ra. Mong sao ông ta không nghe thấy tiếng. Nếu không ông ta vào đây là mình không thể chạy thoát được. Có thể ông ta ở gần đây, bên này này. Chuồn ra. Để tẩu thoát luôn. Sang xem tôi đi. What will the ice cream maker want from me? Yeah. Okay, let's go. Rồi, let's go. Jay, help me out of here, please. Cinema. Mình sẽ vào đây để cho chú mèo nó vào trong ngôi nhà. Và sau đó thì mình sẽ phải lấy một chú mèo máy. Để mình sẽ hẹn giờ và sẽ đánh nổ bom. Phá một bức tường. Ok, let's go. Xem tôi đi. Không biết ông ta đang đâu rồi. Rồi mình sẽ trốn vào trong này. Chúng ta đốt luôn. Oh my god, giật mình. Wow, không ngờ ông ta rung nhanh đến mức độ vậy. Rồi mình sẽ tẩu thoát ở đây ra. Làm giật mình luôn. Wow. Chuẩn nhanh. Ok, let's go. Xin tôi đi. Mấy cái chỗ kia đã lổ chưa? Ok, mình sẽ đi vào trong này. Mình sẽ đi vào phòng để tránh ông ta bắt được mình. Chui trong này thôi.
Let's go. Jay, help me. Rồi và mình sẽ sang tới game thứ tư, Hero War. Let's go. Rồi, load game được rồi. Mình cứ tưởng chưa load game được thì mình đã phải vào lại xem thế nào. Ok. Open cheese. Có thêm một con lan đi cùng. Let's go. Cô này chắc là phù thủy rồi. Wow, tiến lên thôi. Để dùng trưởng cô ta xem. Tăng máu à. Một quyển sách. Không nhận được. Mình đã có giáp rồi, không phải sợ. Ok, thắng rồi. Tiếp tục. Không biết có phải nâng cấp gì không. Toàn tướng 2 sao. Wow, wow. Rất là khỏe luôn, sợ thật. Tiến tiếp nào. Vào trong sâu hơn. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Scary Teacher 3D. Let's go. Chapter 2. Tựa game này thì lần nhiệm vụ này thì các bạn phải đi bắt chuột. Sau đó thì các bạn sẽ phải thả vào trong một chiếc... cho mình nghĩ nó là một chiếc nồi nướng. Để xô mà ra. Bây giờ thì mình sẽ treo lên tầng 2. Và ta là sẽ ra ghế ngồi. Chắc là chuẩn bị làm một cái bánh kem rất là ngon. Ok, bắt được 3 chú chuột. 4 chú. Wow. Mình sẽ bỏ trong nồi này. Let's go. Thank you.
I really am the best chef in the world. Okay, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chờ kết quả xem như thế nào. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 6. Chúng quét với đây, Adventure. Let's go. Wow, một máy in tiền tại chỗ. Rất là nhiều tiền, mà mua được có hai con điện thoại thôi. Wow. Let's go. Ground control to Major Drone. Tao uống mà đổ màu da luôn, sợ thật. Và mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. Defense. Start game. Ok, let's go. Lại bị một chỗ bị tấn công. Mình chỉ bảo vệ chỗ này. Trong màu đỏ luôn. Let's go.
to khỏe luôn. Ủa, giữ ở đâu? Mong sao mình tương thế đâu. Chú Diệp, wow. Chỉ cơm mất một viên kim cương rồi. Đúng không sao? Anh sao này vẻ rất là trâu này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Kezi Barani, let's go. Solo. Solo đỉnh cao trong này. Ok. Rồi, let's go. Tiếp tục nào. Ok, let's go. Wow, bị đánh ra ngoài rồi. Oh my god. Đây, level 5. Wow, wow, wow. What? Vậy thì đầu tiên thì mình sẽ phải tránh đi một chút. Tránh đi một chút, sau đó thì mình sẽ vào và đánh nhau. Tránh tiếp. Ok, rồi. Bắt đầu. Let's go. Tiếp tục. Anh chàng này vẫn còn sống à? Anh ta bị đơ rồi. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.